mặt trời sẽ trở thành một ngôi sao lùn trắng. Sau khoảng 4 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ teo lại và nặng hơn. Lúc này một muỗng cà phê chứa đầy bụi mặt trời sẽ nặng đến 5,5 tấn. Để so sánh, mặt trời sẽ có kích thước gần bằng trái đất nhưng lại nặng hơn trái đất 1 triệu lần. Ánh sáng từ sao lùn trắng có thể giúp sinh vật tiếp tục tồn tại, dù độ sáng không bằng, nhưng nó vẫn giúp hệ sinh thái trên trái đất phát triển. Nhưng trước đó, trái đất phải vượt qua được quá trình mặt trời biến thành sao đỏ khổng lồ, giai đoạn mà mặt trời nở ra gấp 100 lần, bao trùm luôn cả sao Thủy, sao Kim, trái đất, mặt trăng bởi một hỗn hợp plasma. Khi nóng lên đến 3.000 độ, các hành tinh còn lại cũng bị ảnh hưởng. Khi lớp vỏ của mặt trời phát nổ, thổi một lượng khí và bụi cực lớn ra xung quanh tạo thành một hệ tinh vân đẹp mắt.